Giải Pickleball tỉnh Quảng Ngãi tranh cúp OB và Pambo lần thứ nhất năm 2024 có sự tham gia của hơn 100 vận động viên. Các vận động viên thi đấu ở nội dung đôi nam đôi nữ, đôi nam nữ hỗn hợp. Các trận đấu được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 8, quy tụ nhiều tay vợt tiềm năng của tỉnh Quảng Ngãi. Đây là sân chơi mang đến cho những người đam mê và yêu mến bộ môn Pickleball có điều kiện giao lưu, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn Pickleball. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu giao hữu và chính thức. Các trận đấu diễn ra hấp dẫn kịch tính với những pha bóng bỏ nhỏ kỹ thuật, tinh tế, mang đến nhiều thú vị cho người xem. Pickleball là môn thể thao độc đáo kết hợp giữa các môn bóng bàn, cầu lông và quần vợt, phù hợp với người Việt Nam vốn có sự khéo léo và nhanh nhẹn trong không gian nhỏ. Kích thước vợt đánh và sân rất khác so với các môn bóng bàn, cầu lông, quần vợt và có thể chơi được trong nhà lẫn ngoài trời. Luật chơi của Pickleball rất đơn giản. Dù mới du nhập vào Việt Nam và có mặt tại Quảng Ngãi, nhưng Pickleball đã trở thành môn thể thao hấp dẫn, chinh phục những người đam mê thể thao và trở thành một hiện tượng với tốc độ phủ sóng rất nhanh, thu hút nhiều người tham gia tập luyện và thi đấu.